Vâng, hôm nay ngày 23 tháng 2, trên xe đạp em lại đi hai đơn, một con Java 2 Shock màu vàng và con cặp Corolus 5.8 đi cho hai bác ở Hà Nội và Đồng Nai. Các bác mua đón nhận. Hiện nay em đang ở bưu cục của Viettel và gửi hàng cho hai bác nhé.